Em Dinh rất vui mừng chào quý anh chị. Đấy, hôm nay thì em Dinh thì lại tiếp tục gửi đến cho quý anh chị video về các dòng xe của Mitsubishi. Và ngày hôm nay sản phẩm và chiếc xe mà em mang đến cho quý anh chị, đây là chiếc Triton phiên bản New của Mitsubishi đây ạ. Video trước thì em có lên cho quý anh chị, đấy là con Triton màu trắng. Còn ngày hôm nay thì cũng để phục vụ món ăn tinh thần cũng như là yêu cầu của quý anh chị, thì hôm nay em sẽ quay trực tiếp cho anh chị xem là con Triton màu cam. Đấy, thì ở trên hình đây thì màu sẽ không được đẹp như ở ngoài, trực tiếp ở ngoài anh chị nhé. Đấy, thì nếu mà anh chị có nhu cầu thì hãy đến với showroom ô tô Trung Thượng ở km số 6 đường đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội, đối diện cổng Thiên Lương Bảo Sơn, thì liên hệ với em Dinh qua số điện thoại 0989 656 790 và số điện thoại em để trên màn hình để được em Dinh tiếp đón cũng như là giới thiệu và xem xe trực tiếp tại đại lý anh chị nhé. Đây thì em xin quay tổng quan qua về chiếc xe này đây. Đây là màu cam rất là đẹp. Đấy, với bộ tem mới, với những thiết kế mới, tông màu vẫn là tông màu đen chủ đạo với dòng xe mới đây. Đây là tên của chiếc Triton này đây. Đấy, thì em muốn quay qua về tổng quan chiếc xe để anh chị xem từ đầu thân chân tay của em nó. Đấy, xong em sẽ quay vào chi tiết giới thiệu chi tiết cho quý anh chị đấy ạ. Nói chung là phải nói là quá tuyệt vời thì Mitsubishi đưa ra cái sản phẩm xe Triton New này, nói là một bộ mặt cực kỳ khỏe khoắn và đẹp với thiết kế thể thao. Đấy, có ba phiên bản này, bên em có ba màu nhá. Thì hiện tại em đã lên cho anh chị là một màu trắng rồi này. Nếu anh chị nào chưa xem thì hãy vào đăng ký kênh của em Dinh để xem kênh YouTube của em Dinh. Đấy, thì để xem cái màu trắng, và hôm nay em sẽ gửi lên là màu da cam. Đấy, đây là xe thực tế của đại lý em đây ạ. Đấy, thì một lần nữa xin mời quý anh chị muốn xem xe trực tiếp thì hãy liên hệ với em Dinh qua số điện thoại là em để trên màn hình đấy, đến showroom của em, đại lý ô tô Trung Thượng, liên hệ với em để em giới thiệu trực tiếp về cái chiếc xe này. Đây, đây là quay đầu thân chân này, đèn nói chung là con này rất đẹp anh chị nhá. Đấy, tuyệt vời. Về phần đầu xe thì anh chị vẫn có là ngôn ngữ thiết kế là Dainuitsu anh chị nhé. Đấy là một chiếc xì lớn của trên về mặt đầu xe đây ạ. Thì như con Triton trước đây thì cái mặt ga lăng phía đầu xe này là màu trắng anh chị nhé, với hai thanh trắng. Nhưng ở phiên bản đặc biệt này thì mặt ga lăng này thì toàn bộ là phủ màu đen nhé. Ví dụ em quay cho anh chị đây, với nổi bật nhất là cái tông cái logo của Mitsu đây, ba bên kim chụm chụm lại, và ở dưới là có hàng chữ của Mitsubishi. Đấy, thì cái trước đây thì cái thanh này được mạ trắng anh chị nhá, được sơn trắng, nhưng đây bây giờ thì là màu phủ đen hết, thì nó tạo cho sự khỏe khoắn cũng như là sự hầm hố mang tính chất thể thao khỏe khoắn của chiếc Triton phiên bản mới này. Đấy, thì ở dưới cũng có là lưới tản nhiệt đây, lưới tản nhiệt cũng rất to và thoáng, cũng được sơn màu đen hết. Đấy, thì có mặt ca lăng ở dưới này thì có một chút màu trắng đây, thì mặt cản trước thì có chút màu trắng, ở bên dưới là cũng được sơn màu đen, tạo nên sự nổi bật. Đây là phía gầm xe đây, rất thoáng. Đấy, thì em quay qua. Đấy, còn về cụm đèn, đây là cụm đèn của chiếc Triton mới này, rất đẹp, bố trí rất đẹp. Đấy, thì cụm đèn này cũng là cụm đèn led hết, full led hết anh chị nhé. Đấy, thì ở cái phiên bản này thì bên em là có hai phiên bản, đấy là phiên bản một cầu và phiên bản hai cầu anh chị ạ. Đấy,
Thì quay trở lại với phần hồng xe thì em xin giới thiệu về phía hồng xe. Đầu tiên thì em xin giới thiệu cho quý anh chị, đấy là phần về hóp về đây ạ, về bánh đây ạ. Thì cái này cũng được nâng cấp lên anh chị nhá. Như cái bản chi tông bình thường thì không có cái ốp về này, ốp về này, ốp cua về này. Đấy. Thì cái ốp cua về này thì cũng là được nâng cấp lên, lắp thêm lên và được sơn màu đen. Đấy, thì nó giúp cho những cái một cái liên mạch từ đầu phần xe đây. Đấy, đen này. Đấy, trải dài và nối kết nối đến màu đen, viền đen này luôn cho đến cuối tuôi xe. Đây là em nói là một cái sự kết nối giữa đầu xe, liên mạch giữa đầu xe và đuôi xe anh chị nhá. Đấy, thì về phần lốp mặt, con này là con la răng của xe. Thì đấy, chúng ta vẫn có đây thông số lốp, em sẽ đọc cho quý anh chị đây. Đây là thông số lốp của xe đây ạ. Đấy, thì thông số lốp của chiếc chi tông này là 265/60 R18 anh chị nhá. Đấy là cái bộ mâm này có 58 inch. Đấy. Thì cũng được sơn phủ đen rất tuyệt vời, rất đẹp. Như chiếc chi tông kia thì cũng có hai tông màu. Đấy, về mặt cả lăng thì cũng là giống nhau. Nhưng ở cái con chi tông mới này thì là được sơn màu đen hết anh chị nhá. Đấy, rất đẹp. Đấy, thì bậc lên xuống của con chi tông này thì cũng được sơn phủ màu đen hết. Đấy. Khoảng sáng gầm xe thì cũng rất lớn. Và đặc biệt là góc thoát và góc tiếp cận. Đây là góc tiếp cận và phía dưới là góc thoát, rất là thoáng. Đấy, thì ở mặt phần khác biệt tiếp theo đấy là cái gương. Cái gương này thì cũng được sơn màu đen anh chị nhá. Rất đẹp. Đấy. Cũng tích hợp xi nhan gập chỉnh điện. Đấy. Thì cái tay nắm cửa của chiếc chi tông phiên bản mới này cũng có là nút bấm mở cửa. Đây anh chị nhá, bấm mở cửa và khóa cửa đây. Và cũng được sơn màu đen. Như bình thường cái con chi tông bình thường thì là nó sơn màu trắng anh chị nhá. Còn đây là màu đen. Thì màu đen nó luôn luôn đem đến cho quý anh chị là một cái gì đấy nó rất là huyền bí. Quay trở về phía đuôi xe đây. Đuôi xe này thì cũng có một cái phần nâng cấp nữa, đây là thanh thể thao đây anh ạ. Anh chị ạ, đây là em quay qua cho anh chị thấy được là cái thanh thể thao của chiếc xe chi tông này. Đấy. Đây là thanh thể thao của chiếc xe chi tông đây anh chị nhá. Đấy. Thì cái thanh thể thao này thì em cũng muốn nói qua với anh chị là cái thanh thể cao này thì nó được trang trí cả viền này, viền vàng rất nổi này, kèm theo bộ tem này này. Đấy, thì cái thanh thể thao này nó không ảnh hưởng gì đến cái anh chị đăng ký đăng kiểm nhá. Nếu mà trường hợp mà anh chị muốn lắp nắp thùng ấy, thì cái thanh thể thao này lắp nắp thùng thấp là nắp thùng cao thì sẽ là phải dỡ bỏ cái thanh thể thao này. Còn nếu mà anh chị mà lắp nắp thùng thấp ấy, nắp thùng kéo ở đây không ảnh hưởng gì anh chị nhá. Đấy. À, rất đẹp, rất tuyệt vời và xanh này cũng hoa hai tông màu. Đường chỉ vàng, thanh thể thao chạy dọc và được sơn màu đen. Đấy, thì bộ ga lăng, la răng ở phía sau đây cũng được sơn phủ đen đây. Đấy, thì quay trở về phía phần đuôi xe đây. Thì em quay cho quý anh chị thấy. Có một đặc điểm nữa khác đấy là có cái đuôi lướt gió đây anh chị nhé. Em quay ở cái này ngược sáng nó hơi tối. Đây là quay trực tiếp, đây là cái đuôi lướt gió đây này anh chị. Như cái phiên bản xe bình thường trước là không có cái đuôi lướt gió này. Đấy, đây là đuôi lướt gió đây anh chị. Nó được tích hợp cả đèn lùi ở trên này luôn. Đấy, cũng được sơn phủ màu đen. Đấy, đường hầu như là màu đen chạy khắp toàn thân xe. Đấy. Thì ở đây thì cũng có tích hợp camera ở phía trên này anh chị nhá. Đấy, như video trước em cũng có nói, nếu anh chị nào chưa xem thì cũng có thể là xem lại. Đấy, thì cũng được tay mở này thì cũng là được sơn màu đen. Đấy. Thì em mở ra cho quý anh chị xem. Đấy. Thì khi mở nhu xuống như thế này thì cái camera của chúng ta bị có một phần đấy là không có tác dụng. Đấy. Thì ở phần phía sau xe thì cũng có logo của Mitsu đây. Chi tông, logo của Mitsu đây. Thì cũng có dòng chữ chi tông đây.
Đấy, đây là biển số đây. Và mặt bậc lên xuống đây cũng là rực rỡ màu đen hết. Quay tổng quan ở phía đuôi xe đây. Góc thoát này cũng rất là lớn. Và phía dưới này cũng có lúc mà dự phòng thì chúng ta được cắt ở dưới. Đấy. Phải nói là rất là khỏe khoắn. Còn về cụm đèn. Đấy thì đây là ký hiệu của cái con xe này, của Mavic Diesel. Đấy là ký hiệu động cơ và có cả logo của cái dòng xe mới này đây. Tên của cái chiếc xe Chitone này đây. Aspeed này. Đấy, thì đây là ký hiệu của động cơ. Cái cụm đèn thì chúng ta vẫn có một cụm đèn là biểu hiệu là LED. Đấy, con đèn lùi thì là đèn halogen. À. Thì mời anh chị vào trong nội thất để em được giới thiệu qua với anh chị về nội thất. Đây là cánh cửa bên lái là cũng có nút bấm này anh chị nhá, cả hai bên. Nói chung là con màu vàng này nó phù hợp với, ra là quay trên màn hình này thì nó màu nó không được đẹp như ở ngoài anh chị ạ. Đấy, đây em quay nội thất cho quý anh chị xem, đây là phần nội thất phía trước đây anh chị nhá. Đấy, đây là khoang hành, khoang lái và khoang hành khách phía trước. Đấy. À, hành khách phía sau đây cũng là hai tông màu đen và da cam rất nổi bật. Đấy, thì em xin vào trong quay lên hàng ghế phía trước đây cho anh chị thấy đây. Rất tuyệt vời, rất rộng rãi, rất đẹp, phải nói là tuyệt vời. Con xe này ra rất là tuyệt vời và đẹp. Đấy. Chất liệu da thì phải nói là tuyệt vời, rất tốt. Trở về phần khoang ghế lái thì em cũng muốn giới thiệu qua là cái con Chitone này là được bọc da. Đấy, cũng là nhập khẩu. Đấy, anh chị nhá. Đấy, thì da này thì cũng có là các lỗ để chống thoát hơi này. Đấy, lựa này. Và ghế của cái con Chitone này thì phải nói là tuyệt vời, nó có hai cái cánh này rất ngồi rất là ôm nhá. Và đặc biệt là có cái dòng chữ của cái đặc biệt của cái dòng xe này. Tên của cái dòng xe này, con xe này đã được dập thêu nổi anh chị nhá. Rất đẹp. Da này nhập khẩu, ngồi rất êm, da rất chuẩn. Đặc biệt là ghế này là được chỉnh điện này anh chị nhá. Đấy. Chỉnh điện 10 vững. À. Chỉnh điện. Đấy, thì em mời anh chị vào trong em giới thiệu qua một chút. Thì phần nội thất thì vẫn như các video trước thì em muốn giới thiệu qua về phần phần vô lăng. Thì chúng ta vẫn có là vô lăng 4 chấu. À, như quý anh chị thấy đây, vẫn có tích hợp những tính năng đánh tay điện thoại của Cruise Control. À, set cộng, set trừ. À, thì đây là màn hình của chiếc xe này. Vẫn là màn hình 7 inch thôi. Nếu anh chị mà độ lên được cái màn hình nữa ở đây thì quá tuyệt vời. Điều hòa thì cũng là tự động. À, hộp số thì cũng tay cầm rất chắc chắn, hộp số CVT. À, rất đẹp. Đấy, thì em cũng muốn xin chào quý anh chị. Đấy là em cũng giới thiệu qua về cái con xe Chitone này. Đấy, thì nó là cửa gió phía trên đây. Đèn cửa gió phía trên đằng sau đây. Đấy, là con này nội thất thì không phải chê vào đâu được. Đấy. Thì em xin kết thúc video tại đây. Đấy. Thì quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn đặt cái dòng xe này thì nhanh tay nhá, với số lượng xe thì còn rất ít. Đấy, thì liên hệ với em Dinh qua số điện thoại là 0989656790 để có được chiếc xe như ý. Bên em nhắc lại là có 3 màu là màu trắng, màu cam và màu đen anh chị nhá. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ. Quý anh chị